Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục video hướng dẫn làm các mẫu nail đơn giản tại nhà. Thank you.
Con sợ luôn hả? Trẻ mượn mau được á. Em lại hai lò thôi.
mình xin tạm dừng cái video hướng dẫn làm những hôn nhân đơn giản tại nhà đây, và mình sẽ tiếp tục ở phần sau. Chào các bạn.